Xin chào mọi người, với chi tiết video tiếp theo này thì em sẽ giới thiệu đến mọi người dành cho các anh chị em là dùng bình giữ nhiệt dành cho các chị em phụ nữ, màu sắc nó hơi sặc sỡ một chút. Dòng này là dòng 0,5 lít qua cốc, tiện cho các anh, cho các chị em nào thích để uống nước này, hay uống cà phê hay là thuốc trà cháo gì đó. Thì tất cả các cái sản phẩm thì đã được bên mình lựa chọn, những sản phẩm đã được test hết nhiệt và ruột bên trong rất là đẹp, kể cả răng cao su cũng rất là mới luôn. Đây là một em T1 made in Malaysia, màu xanh nó chuối còn rất là đẹp, rất bên ngoài tương đối, không thể tránh sát sát được mọi người nhé. Thì cũng lưu ý thì thực ra bây giờ anh em đi mua các bình giữ nhiệt hay các đồ gia dụng Nhật thì thường thường 90% là sản xuất tại Trung Quốc hoặc Đài Loan hoặc Malaysia hoặc Thái Lan, nhưng mà được xuất sang thị trường Nhật nên lại mọi người yên tâm về cái chất lượng sẽ hoàn toàn khác với hàng xuất về các nước khác. Để lúc bật mở rất nhiều cả cách hình thức lút cho mọi em một em thêm lốt nữa. Đây, màu này là màu gọi là màu gì nhỉ, cũng là đều 0,5 lít. Đây, cách nút bấm rất giống, hai thước rất giống nhau, răng cao su còn đầy đủ, đây là ruột phải xẻ. Đây một em lửa cũng màu rất đẹp. Dạng bấm khác. Rất là sạch sẽ luôn. Bên mình bán đều đồng giá là 130.000. Anh chị em nào thích màu sắc nào thì inbox em. Đây là một dạng màu lắp nữa. Đây. Rất đa dạng về cái hình thức tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Thì anh chị em khi mua hàng Nhật bãi thì nhiều khi cũng không nên quá để ý về cái hình thức gọi là tương đối thôi. Vì tất cả các cái bình này chắc chắn đều bị xuất xác đây. Là do vận chuyển rồi là nhiều yếu tố khác. Nhưng mà bên ruột bên trong, để ý ví dụ bên trong và cái răng còn rất là mới và đẹp nên ok. Và vấn đề quyết định là nó giữ nhiệt phục vụ cho mình nhu cầu trong vòng một ngày hay ngày rưỡi ok được. Còn hình thức thì gọi là tương đối thôi, thỉnh thoảng sẽ có những con đẹp xuất sắc. Ok, đồng giá 130.000. Anh chị em nào cần thì inbox em sẽ gửi chi tiết từng con cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.